Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình lại lên chỗ thăm một cái người bạn, là cái người em ở phố Đại La, là bạn Tuấn mà mình đã từng quay cái video về cái chú chó bị hạ bàn. Thì hôm nay là sau đúng khoảng tầm 2 tháng đấy. Hôm nay là cái thời điểm khoảng tầm từ 2 tháng đến 2 tháng rưỡi thì mình lên nhà Tuấn chơi. Thì hai anh em lại nói chuyện ở trong cái con ngõ nhà Tuấn nhé. Hôm nay là cái thời điểm mà Hà Nội cũng rất là nắng nóng. Cái điểm bây giờ thì hiện tại anh em mình đang ở cái thời điểm là khoảng tầm 8 giờ sáng, nhưng Hà Nội là rất là nắng. Mình và Tuấn sẽ nói chuyện ở trong cái ngõ nhà Tuấn đây. Đây. Rồi, xin chào em nhé. Anh em mình 2 tháng nay mới gặp mặt với nhau. Đồ lắm, nhớ anh quá. Nào, bước ra đây. Chú chó thì là Bưởng. Chú chó là dòng GSD. Mà mình cũng đã từng làm cái video là chú chó bị hạ bàn. Mình sẽ lồng cái ảnh đây. Và cái link thì là mình sẽ để ở phía cuối video để cho anh em nào mà chưa biết nhé. Thì đây là cái ngõ nhà bạn Tuấn này. Đấy, thì chú chó được nuôi từ ngày bé rồi. Thì vẫn là đi lại mọi người hàng xóm rất là quen. Đây là chú chó nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đây. Ok rồi, xin chào Bưởng nha. Đấy, em có thể ngồi đấy cho nó sáng sủa. Đây là cái chú chó nhân vật chính của chúng ta. Anh đang thấy là em đang đeo cái gì ở dưới chân cho Bưởng ấy nhỉ? Đúng rồi, đấy là cái nẹp anh em. À, Nẹp này nẹp. thì em mua một cặp, cặp trước với cặp sau thì nó sẽ dán như này, À, sẽ theo form của cái chân chó kheo anh em. ở chân. Đúng rồi anh em, Ừ. nhưng mà cái chân sau thì em không cần, bởi vì sau một cái quá trình ấy Ừ. thì em thấy là cái này bản chất là cái chân trước nó vẫn bình thường, Ừ. nhưng mà cái chân sau của nó rất là yếu, thế là cái trọng lượng của thân chó nó sẽ dồn về chân trước, nên chân trước Ok. như kiểu là một dạng nó sẽ bị tải rất là nặng, nó sẽ bắt đầu kiểu nó hạ bàn dần hạ bàn dần. Ok. Thì cái đợt này thì cái clip trước thì chắc anh em cũng xem rồi, Ừ. thì em có về em hạn chế luyện tập ở chân trước cho nó. Mình ra chỗ đấy của nó đi. Đấy, nó thích nằm ở chỗ này này. Và Cho chỗ này là mát. Ok. em hạn chế luyện tập chân trước, em chỉ luyện chân sau thôi. Thì đây em cởi cởi cái À thôi, nẹp. cứ cứ để đấy cho mọi người được biết, thì đó mình sẽ review là cái sản phẩm đấy rất là hay. Ok anh. Ok. Thì sau một thời gian Em có thể thì cho Bưởng đứng lên đi cho khán giả người ta xem, này để anh sẽ nói cho mọi người được biết. Đây, đây là nhân vật chính của chúng ta. Hai chân trước của Bưởng, đấy, nó cứ ngượng ngượng. Hiện tại là Tuấn đang đeo cái nẹp chân dành cho chó. Cái này thì em mua ở đâu nhỉ? cái này thì em cái này cũng bán ở Việt Nam, mặc dù À. là made in Việt Nam nhưng mà cái này em lại phải mua ở bên nước ngoài, Em gọi em mua ship về đúng mua ship về không? anh ạ. Ok. Đấy, nó nằm thì cũng được. Hôm nay Hà Nội rất là nắng nóng. Đây. Anh em sẽ đứng ở đây. Cứ phải chiều theo cái ý nó cơ. Em đứng xem bên kia đi. Để anh sẽ quay lại cho mọi người được xem. Đây là cái dụng cụ nẹp chân này. Đấy. Mà thường là mua phải mua hàng ship, mua trên mạng. Đấy, nẹp chân trước và nẹp chân sau để hỗ trợ cho cái việc mà hạ bàn của chú chó. Hôm nay thì anh đến thì anh thấy là chú chó đã gọi như là đỡ hơn được khoảng tầm 40 đến 50% ấy Tuấn ạ. Vâng đúng rồi nhé, bởi vì Ừ. đấy như cái cách mà em vừa chia sẻ đấy, Ừ. thì em luyện tập cho chân sau, tất nhiên là mình không luyện tập nặng mà mình chỉ Ừ. nhẹ nhàng Ừ. thôi, nhưng mà dần dần để cho chân sau người ta cho chân sau của chó càng ngày càng có lực ấy, thì nó sẽ tải được cái trọng lượng của toàn thân, sau này con chó nó sẽ càng ngày chân nó trước nó càng thoải mái ấy, Ok. sẽ càng lên. Giống chó GSD là một trong những cái giống chó mà rất là hay bị những cái bệnh mà về hạ bàn này, về loạn xạ xương hông đằng sau. Đây. Bưởng Bưởng đứng lên con để Lên. anh quay về cái phần chân trước cho khán giả được xem. Nóng quá, nó cũng khá là Quá. mệt. Đấy. Anh chị em thấy cái chân trước của chú chó là đã khá hơn là rất là nhiều. Đấy. Đã đứng thẳng hơn được rất là nhiều đấy, nhờ cái dụng cụ này. Còn cái chế độ mà ăn uống rồi là thuốc thang thì như thế nào Tuấn? Gần như là em vẫn cho ăn như thế, nhưng mà em kiêng tinh bột, gần như Kiêng là tinh tập bột. tinh bột Tức một là chế độ là giảm cân đúng không? giảm cân này nhé. Đây, Đây. em đứng đây cho anh em mình ngồi. Kệ nó, đây nó nằm ở cái góc này cũng rất là đẹp. Đấy, em có thể chia sẻ được cho anh em là cái thực tế mà em nuôi là Bưởng này, là cái chế độ ăn uống như thế nào được không? Em thì hạn chế cho ăn tinh bột, tức là một ngày thì theo như mình thì em chỉ cho ăn khoảng tầm 1 bát rưỡi cơm thôi của cả ngày, còn chủ yếu là đa phần là những cái thực phẩm ở trên cái bao bì, những kiểu thực phẩm khô giống như chó, Hạt khô đúng hạt không? khô khoảng tầm 40% đến 50%, còn lại là thịt với cả sữa chua và trứng vịt lộn. Còn các cái thực phẩm chức năng hay là thuốc thì em sử dụng cái Thực gì? phẩm chức năng thì em đang dùng là một là vị bạc, vị bạc ấy, những cái Ok. gia dinh dưỡng thì khoảng tầm
một ngày con này khoảng tầm gần 30 cân thì em cho dùng khoảng tầm 20 phân. Ừ. 20 phân gel thì nó sẽ dài như này. Ok. Còn ngoài ra thì vẫn cho dùng những cái loại, một là canxi này. Ừ. Canxi thì vẫn phải bình thường bởi vì đây vẫn là trò non. Vitamin tổng hợp này. Ừ. Vitamin A, vitamin D và vitamin C. Ừ. Còn chi tiết thì kể ra hơi dài thì em sẽ gửi cho anh cái list. Ok. Đấy, cái phương pháp mà Tuấn đang chữa trị thì Tuấn sẽ gửi lại cho mình và mình sẽ ghi ở phía dưới để cho anh em được biết. Cái canxi thì em cho là cún ăn là một ngày là bao nhiêu? Canxi thì em cho ăn là một ngày 2 viên nhưng mà không nên cho ăn buổi tối. Ừ. Sáng em cho ăn một lần. Okay. Và trưa em cho ăn một lần nhưng mà phải ăn là sau ăn. Bởi vì trưa ăn thì nó sẽ bị như kiểu là nó bị khô ruột. Ok. Cảm giác dạ dày nó sẽ rất là bị nóng. Thì tránh cho ăn buổi tối đúng không? Tránh ăn buổi tối và tránh cho ăn trước bữa ăn, tránh cho ăn một tuần cho ăn cả tuần hay là có nghỉ ngày nào không? Như mình tập gym anh. À. 3 nghỉ 1. À. 3 ngày thì nghỉ 1. Tức là ăn 3 ngày nghỉ 1 ngày. Đúng rồi. Okay. Nhé. Bởi vì đa phần thì sẽ là đây toàn là chất thô nên là nó sẽ rất là nóng và chó sẽ bị cảm giác như kiểu là táo. Đúng rồi. Và phần da của nó sẽ kiểu rộm như cái kiểu nốt anh, như kiểu mình ăn vải nhiều thịt. Còn như kiểu là thịt thì em đang cho cún ăn là loại thịt gì? Thịt thì em cho ăn là đa phần là cổ cánh như bình thường thôi. Cổ cánh gà. Ừ. Và nếu mà hôm nào sang hơn một tí thì cho ăn lườn gà công nghiệp, đùi gà công nghiệp, nói chung đa phần okay. là gà công nghiệp cho nó rẻ. Ừ. Còn trứng vịt lộn với cả sữa chua thì ở trên mạng bán rất là nhiều những thực phẩm cho chó này thì cái đấy anh em có thể lên mua rất thoải mái được. Rồi. Bây giờ có thể là cởi cái nẹp ra để cho anh em được xem nhỉ? Ok anh. Bởi vì sáng nay bình thường thì em sẽ nẹp là nẹp hai lớp đây. Ừ. Nẹp hai lớp như bên này nhưng mà sáng nay là em cũng có vội thế nào. Ừ. nẹp một bên như này thôi. Cái nẹp này thì em nẹp cả ngày hay là nẹp vài tiếng thôi? Cái nẹp này thì em sẽ chỉ nẹp buổi sáng khi mà chó vận động. Còn những cái lúc mà chó nghỉ thì em sẽ cởi ra. À, vận động này và như kiểu đi phơi nắng đúng không? Đúng rồi. Anh chị em nhớ nhá là uống canxi này hay là các cái loại chó mà cần chữa trị về xương khớp là cần nhất là phải phơi nắng để nó có thêm cái vitamin D để có thể hấp thụ thêm cái canxi nhá. Đó. Tuấn là đang cởi cái nẹp đây. Bình thường là em nẹp thì em sẽ nẹp hai nẹp như này, hai lớp, bởi vì là cái nẹp như này bản chất là khi ở bên trong đây nó vẫn có những cái lớp xốp cao su hay xốp đúng không? Xốp, nhưng mà nó sẽ vẫn rất là bị đau nếu như chó vận động mạnh đây này. Như con nhỏ em nếu mà 1-2 ngày mà không có cái phần như này thì nó sẽ kiểu nó sẽ bị tỉ. Rồi. Bởi vì bản chất là cái chân nó đang bị gập như này mà anh. Đây là nẹp hai lớp. Đấy ở phía ngoài thì một cái khung bằng nhựa này. Đây cái khung bản chất cái khung nó sẽ như này. Nó nó ôm theo cái chiều chân chó như này. Đúng rồi. Đó. Còn đây là chân sau. Chân sau thì anh em thấy là nó khác. Đấy. Okay. Đây là chân trước. Đây là chân trước và đây là chân sau. Chân sau. Em có thể chia sẻ để cho anh biết là cái bộ nẹp này em mua là giá trị là bao nhiêu tiền không? Thực ra cái bộ nẹp này là em mua nó đắt. Cái nẹp này là em mua là một bộ chân trước là 85 đô à. Và một bộ chân sau là 75 đô. Là khoảng tầm 160 đô đấy. Khoảng tầm 160 đô, 3 triệu rưỡi 4 triệu. Wow. Đắt. Nhưng mà nếu mà cái bộ này thì sau khi mà em mua về rồi thì em mới thấy là mình hoàn toàn có thể mình làm ở Việt Nam. Ừ. Cái khung này có thể làm CNC được. Ừ. Và cái phần xốp ở trong thì mình có thể dán theo được. Nó rất là dễ để mà làm. Nhưng mà chẳng qua là mình không biết cái form như nào, không biết cái mẫu như nào để mà làm thôi. Và quan trọng là cái độ cong uốn, độ cong để ôm vào chân chó. Okay. Thì mình đã không biết. Ừ. Nhưng mà bây giờ mình biết rồi thì từ cái này thì mình có thể làm được theo. Chế được. Chế được. Nó chế rất là được. Dễ. Ừ. Đấy. Ok. Đấy, để mình lại quay lại cho anh em được xem. Đấy là cả cái bộ nẹp này, bộ gồm chân trước chân sau thì là trị giá của Tuấn mua là khoảng tầm hơn 3 triệu đến 3 triệu rưỡi. Đấy, còn cái nẹp này là có hai cái thành phần. Một cái là Tuấn đang cầm là cái phần đây. Mềm đúng không? Một cái phần mềm một để cái phần mà mềm. Cho chó đỡ bị đau chân, bị một cái phần cứng ở ngoài. Giống như là cái nẹp ống đồng của những cái anh em đá bóng ấy nhỉ. Đúng rồi anh. Ok. Đây, cái này. Còn giặt giũ cái này cũng rất là đơn giản. Bởi vì nó chỉ có vải thôi mà. Đấy. Thực sự là khi mà quay cái chương trình trước thì thấy chú chó Bưởng là rất là thương, nhưng mà may mắn của Bưởng là gặp một cái cậu chủ đây. Cậu chủ là em Tuấn, là thật sự là anh phải thấy là em rất là hết lòng với cả chú chó của mình đấy. Một là tìm hiểu về cái cách chữa trị này, hai là tìm hiểu về cái chế độ dinh dưỡng. Đây Bưởng đã được cởi cái dụng cụ ra rồi.
Đấy. Em có tìm hiểu là ví dụ như là với gà bưởi nhá, và những cái giống chó béc dê mà chữa trị cái bệnh mà hạ bàn như thế này này, thì cái thời gian chữa trị đó trong vòng khoảng tầm từ bao nhiêu lâu đến bao nhiêu lâu thì nó... Thì em trên cái cá nhân của em ấy thì nó sẽ phụ thuộc vào cái yếu tố dinh dưỡng là nhiều. Bởi vì nhà em thì em cứ cho như là nhà em là một cái chỗ cực kỳ tù, cực kỳ khó để mà nuôi những cái dòng chó to. Đúng rồi. Mà em mất khoảng tầm 2 tháng thì nó lên được khoảng tầm một nửa thì nữa anh em sẽ xem cái chân trên thực tế như nào so với cả cái clip trước. Còn em dự thì cái này cái khoảng thời gian mà từ đến lúc bây giờ cho đến lúc mà nó gần lành. Tất nhiên là nó sẽ không thể nào mà nó về lại được cái nguyên trạng thẳng như kiểu như con chó bình thường. Okay. Mà nó sẽ chỉ khoảng tầm được 80% cho đến 85% thôi. Thì em sẽ dự là nó khoảng tầm 3 tháng đến 4 tháng. 3 tháng đến 4 tháng nữa? 3 tháng không, 3 tháng 4 tháng trong tổng cái quá trình điều trị. Bây giờ là được 2 tháng rồi. 2 tháng rồi và nó sẽ còn tầm 2 tháng cho đến 3 tháng nữa. Ok. Nhưng mà cái này thì em cũng muốn chia sẻ thêm với cả anh em đấy là phải thực sự là bền, thực sự là lì, bởi vì cái này mình chỉ cần hơi mất kiên nhẫn một tí thôi thì mình sẽ rất dễ nhanh nản cả chó, mình sẽ rất dễ là bán chó đi hay là tặng cho ai khác. Mình nếu chán nản đúng không? Chán nản. Em thực sự là khi mà nuôi ấy, em chán nản không phải là vấn đề về bản thân chó mà là vấn đề về những cái môi trường tác động. Ôi mày nuôi con chó này làm gì, nó hạ bàn rồi chứ mày bán vào hàng chó vân vân này, nó mày tặng nó đi. Đấy, những cái đấy mới là những cái yếu tố để mình gây ra những cái nản. Nhưng mà mình cứ kệ đi. Chó là của mình, chó là của mình. Đúng rồi. Bỏ tiền ra nuôi nó, tại sao anh thấy thật sự là em là một người rất yêu chó. Ở đây là cái ý kiến của mình nhá, thì là cái video trước mình quay ấy thì thực sự là mình thấy rất là thương chú chó, nhưng mà ngay lúc đấy là mình đã thấy là Tuấn là một cái người rất là kiên trì và rất là có tâm huyết. Rất nhiều anh em chị em trên mạng thì xem cái video trước thì cũng khuyên là ôi chú chó này thì nuôi làm gì nữa, bây giờ nó bệnh tật thế rồi. Nhưng mà thật sự là kênh của mình là kênh về chó mèo, nhưng mà mình sẽ muốn quay những cái chú chó thật là tốt, kể cả những cái chú chó bị yếu bị bệnh nhưng mà gặp được những người chủ tốt thì mình vẫn phải quay lên cho anh em được xem. Đấy, thì hiện tại bây giờ là chú chó đã khá lên rất nhiều, được khoảng tầm 40-50% rồi, thì khoảng tầm 2 tháng nữa thôi là chắc là cũng ok. Thì là mình và Tuấn là cùng ở Hà Nội thì cứ thi thoảng vài tháng anh em mình gặp nhau. Nếu như mà khi nào mà em cảm thấy chú chó mà thật sự là ok rồi em lại cứ gọi điện cho anh. Ok. Còn bây giờ thì thử cho Bưởng đứng lên đi để cho anh em khán giả được xem. Đấy. Đây. Đây, ok cái góc này đi. Đấy. Rồi. Anh em có thể nhìn thấy là nó cái chân trước nó đã khá hơn là rất nhiều rồi. Theo ý kiến chủ quan của mình được khoảng tầm khá hơn khoảng tầm 40-50% rồi. Đấy, thì cố gắng thêm khoảng tầm 2 tháng nữa thôi. Việc cố gắng này là việc cố gắng của cả chủ cả chó nhá. Đúng rồi. Rồi ok em cứ để cho nó tự nhiên đi. Đây là cái khu vực của nó rồi. Đấy. Chú chó này cao to hơn rất là nhiều rồi, nhưng mà hơi gầy một tí. Nhưng mà chữa cái bệnh này là phải gầy em ạ. Đúng rồi anh ạ. Anh em, tại vì sao rất nhiều sau cái video của em ấy thì có rất nhiều những anh em mà cũng nuôi GSD ở các tỉnh khác thì cũng comment và có inbox cho anh, thì đều có hiện tượng này. Thì ngay đầu tiên anh chỉ nói là các bạn phải giảm ngay chế độ ăn đi thôi. Giảm chế độ ăn, giảm tinh bột. Hoàn toàn là phải giảm tinh bột nhé, để cho chó không béo. Cái trọng lượng béo thì nó sẽ đè hết lên trên chân. Đấy, trọng lượng gầy ấy, thì chú chó có thể là để thẳng chân được. Trọng lượng càng béo thì chú chó cứ càng cong chân. Đó. Rồi, rất là tuyệt vời rồi đấy. Hôm nay là Hà Nội rất là nóng nha anh em nhé. Đấy, thì buổi sáng hôm nay thì là Tuấn và Bưởng là đã đi luyện tập với nhau rồi. Còn bây giờ là khoảng tầm 8:30 là anh đến quay. Đấy, để báo cáo lại cho anh em trên mạng được biết là Bưởng bây giờ là rất là ok rồi. Cứ 2 tháng nữa thì là mình lại đến chỗ Tuấn mình quay một lần cho anh em được xem nhé. Tuấn có thể chia sẻ cho anh biết là cái chế độ mà em luyện tập cho Bưởng như thế nào được không nhỉ? Nếu mà luyện tập cho những cái dòng chó non như này thì đối với cả những con đang bị hạ bàn, ví dụ em đang bị hạ hai chân trước thì em sẽ chỉ cho nó đi bơi rất nhiều. Bởi vì nếu như mình cho nó đi chạy thì mình sẽ bị giới hạn về cái tốc độ chạy, đúng rồi, lượng chạy. Bởi vì đây là cái dây chằng nó đang yếu mà mình cứ bắt nó chạy nhiều, chạy nhanh thì nó sẽ càng bị yếu hơn. Mình cho nó chạy nhẹ nhàng thôi, bình thường thôi, đi bộ thôi. Nhưng mà đa phần là nên cho nó đi bơi. Đi bơi là một cái chân nó không tiếp xúc trực tiếp với mặt đất, đúng không? Mà cái tổng thể cái cơ
cái phần dây chẳng nó sẽ hoạt động rất là nhiều nhưng mà nó lại không bị hại. Nên đi bơi là một cái hoạt động nó gần như là tốt nhất đấy, là đúng tốt không? Nhất đấy anh ạ. Còn em ở đây thì là đi bơi ở hồ à? Cho nó bơi ở hồ thôi đúng không? Công viên Thống Nhất anh. Từ đây lên thẳng ra công viên Thống Nhất. Thả xuống bơi mà nó con này cũng rất là thích bơi. Chỉ rình sáng em cho đi bơi thì 2 ngày một lần. Vì thường nó những con chó như này thì đặc biệt là anh thấy là những cái dòng chó cũng kinh ấy. Nó chơi nó không biết lượng sức mình. Nó chơi đến khi mà nó kiệt sức thì thôi nó đấy. Chơi đến khi kiệt sức mà thôi. Chó là như thế. Thế là em sẽ phải giới hạn khoảng tầm 2 ngày em cho nó đi một lần thì okay. Nó sẽ hợp lý hơn. Anh hẹn em hôm nào mà cho Bưởng mà đi luyện tập bơi đi thì là rủ anh đi cùng. Ok anh nhá. Anh sẽ quay lại cho anh em được xem là Bưởng bơi như thế nào. Ok anh. Cũng rất là may là nhà Tuấn thì ở trong một cái khu ngõ là cũng khá là vắng vẻ và cũng sạch sẽ. Thì hàng ngày thì Tuấn dẫn cái chú chó ra đây dạo chơi trong ngõ thôi. Phơi nắng rồi là đi ra ngoài đường một tí. Thì cái không gian, mình cũng phải nói nhá, cái không gian nuôi chó ở Hà Nội rất là hạn hẹp. Đấy, cũng rất nhiều những anh em mà nuôi chó ở những cái khu ngõ nhỏ. Đấy, nhà Tuấn thì mọi người biết rồi, nhà Tuấn thì cái video đầu tiên mình đã quay, anh em có thể xem lại nhá. Đấy, thì còn ở đây ở trong khu ngõ nhỏ, đoạn này là gần như là hoàn toàn là râm mát này. Vì không có ánh nắng được lọt qua, đâm ra nhà cửa có thể là rất là thiếu nắng. Có mỗi đoạn này là có nhiều nắng này. Đấy, để có thể chú chó dạo chơi. Những cái chú chó to như này thì đây là Tuấn ở trong cái khu ngõ là cũng khoảng tầm mấy chục hộ dân thì cũng đều quen biết hết từ ngày xưa rồi. Chú chó này từ hồi bé là đã được Tuấn dẫn ra rồi, nên mọi người cũng khá là quen biết. Và chú chó cũng rất là thân thiện thôi. Rồi, cái video này là mình làm để mà gọi như là báo cáo và cũng để cho anh em ở trên mạng được biết là tình hình của Bưởng là như thế nào. Đấy, sau 2 tháng, cái video trước đến video lần này khoảng tầm đúng hơn 2 tháng một tí. 2 tháng khoảng tầm 10 ngày thì mình quay lại. Thì đấy, cái chân của Bưởng đã khá hơn rất là nhiều nhờ cái sự trợ giúp của cậu chủ. Tuấn là rất là có tâm và kiên trì, không bỏ rơi cái chú chó của mình trong những cái lúc bệnh tật. Dù là cái bệnh này cực kỳ khó chữa luôn, cần cái thời gian khoảng tầm từ 4 tháng cho đến 6 tháng. Nhiều chú chó nặng có thể chữa cả năm. Rồi, anh cảm ơn Tuấn nhá. Hôm nào anh em mình nếu mà có thời gian mà em đưa Bưởng mà đi bơi ấy ở công viên Thống Nhất thì liên hệ với anh. Okay. Thì anh sẽ quay một cái chương trình mà luyện tập của Bưởng như thế nào để cho mọi người được biết nhá. Okay. Anh thì rất là hôm nay rất là vui. Thì thấy là cái tình trạng của Bưởng là cũng khá là tốt rồi. Đấy. Ok, rồi cảm ơn em. Thì sẽ hẹn gặp lại em ở những cái chương trình tiếp theo để làm cho khán giả được biết nhá. Đấy. Nó là cứ chạy ra một cái góc mát nhất ở trong cái ngõ nó nằm. Mình sẽ quay lại thêm một cái đoạn nữa là Tuấn có cái bản 3D này và những cái hình ảnh của những cái nẹp chân này. Thì Tuấn sẽ gửi cho mình và mình sẽ up ở trên Facebook của Nhâm Tuất TV những cái hình ảnh như thế. Còn anh em nào mà muốn nghiên cứu này hay là có cái chú chó của mình bị bệnh về xương khớp, bệnh về hạ bàn thì có thể tham khảo nhá. Đó. Anh quay cho anh em xem. Đấy. Đó. Tất nhiên okay. Là con này đang hơi cắn, hơi nhăm nhở một tí. Ok. Thì nếu mà có cái hình ảnh của cái này thì em có thể gửi cho anh. Anh sẽ up lên trên cái Facebook nhá. Okay. Rồi, rất là cảm ơn em. Rồi, mọi người thấy hay này, thấy thú vị thì nhớ cổ vũ cho mình và em Tuấn và chú chó Bưởng một like và một subscribe nhá. Rồi, xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo.